Ủa sao trong nhà ông ngồi, chị ở đây ngồi vậy? Ngồi nói chuyện với cô Điệp. Cô Điệp nào? Dạ. Con nói chuyện với ai nữa không? Dạ, nhóc. Nhóc luôn hả? Dạ. Ai con kể cho nghe thử rồi. Dạ, anh xung quanh đây nhóc nữa. Xung quanh đây nhóc? Dạ. Lúc đó ông có cứu là ba bốn người luôn á. À lúc chưa, chú chưa vô là ba bốn người. Dạ, ba bốn người nghe con kể. Rồi lúc mà chú lại có người. Kể chuyện vô cho mấy của chú nha. Ờ. À. Thôi mời cô chú nói chuyện với con. Dạ, Vũ xin chào quý vị của chú anh chị. Chào mừng quý vị của chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Vũ. Thì hiện tại Vũ đang có mặt ở Trà Vinh cả nhà, ở trong một cái khu nghĩa địa. Có vẻ như là khu nghĩa địa này cũng rất là quen thuộc đối với những người mà đã từng xem video trên kênh của Vũ. Nhưng mà hôm nay á, đặc biệt là cả nhà ở đằng xa á, là Vũ thấy cái cậu bé này nhìn rất là quen. Nhưng mà không hiểu tại sao á, là cậu bé lại ngồi ở đây và ngồi nghe mã rồi nói chuyện mình hay sao đó cả nhà. Đây nè. Dường như đây là cháu của Năm cả nhà. Thì Vũ có gặp qua cháu của Năm mấy lần. Nhưng mà không biết, không hiểu tại sao là cậu bé là ngồi ở ngoài nghĩa địa và trời như thế này cả nhà. Bình thường á là khi mà Vũ tới đây á thì cậu bé ở trong nhà nè. Với lại khi mà quay video thì Vũ vô lại thì có rất nhiều lần Vũ không có gặp được cậu bé. Cậu bé hay đi lắm cả nhà. Để Vũ lại Vũ hỏi xem coi cậu bé tại sao ra đây làm cái gì nha. Ủa con trai? Ủa sao trong nhà ông ngồi, chị ở đây ngồi vậy? Ngồi nói chuyện với cô Điệp. Cô Điệp nào? Dạ. Cô Điệp đang ngồi đây luôn á con. Trời đừng có giận với chú nha, chú mới tới luôn á. Chú tới với thăm bà của con mà con nói gì kỳ vậy? Cô Điệp ngồi đây luôn hả? Dạ trời cả nhà. Vũ vừa mới tới thăm, tính định thăm cô Năm mà cái vụ gì xảy ra ở đây vậy? Ủa là cô Đẹp là... Ủa? Ở đây nè cả nhà. Ủa là mã của cô Đẹp ở đây luôn? Dạ. Đúng rồi. Ghê vậy con? Ủa con hay ra đây lắm hả? Rồi con nói cô đi chút xíu với chú ngồi nói chuyện con chút rồi. Chú ngồi đây được không? Được đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ, chắc. Ngồi lên người cô không sao? Dạ không. Rồi thôi cả nhà. Sao đó? Ngồi đại đi chứ. Ủa mà sao nay con không đi học hay sao mà ngồi ở đây? Dạ không, bữa nay con không có đi học. À. Mà con là cháu nội của cô Năm đúng không? Dạ đúng. Thì cả nhà, thì nếu như cả nhà đã từng xem video của Vũ thì Vũ đã từng quay phim ở cái khu nghĩa địa liên hoan này và cũng có thể là cả nhà có thể bắt gặp được con tên gì ta, chú quên mất tiêu rồi. Con tên Kiệt. À bé Kiệt. Dạ. Trời xin lỗi nha chú quên mất tiêu, bây giờ tại vì qua chú nói chuyện với bà của con không à. Bé Kiệt thì có thể là đã từng xuất hiện trên video của Vũ rồi nhưng mà kiểu như là Vũ không có tiếp xúc nhiều với, nói chuyện nhiều với bé Kiệt đó cả nhà. Thì sáng tiện hôm nay tới đây vô tình thấy bé Kiệt ngồi ở này nè, Vũ lại Vũ hỏi xem dạng như thế nào. Rồi thường ngày con hay đi nói chuyện với cô Đẹp lắm hả? Dạ. Con nói chuyện với ai nữa không? Dạ nhóc. Nhóc luôn hả? Dạ. Ai con kể cho nghe thử rồi. Dạ, em xung quanh đây nhóc nè. Xung quanh đây nhóc? Dạ. Là có bạn con không? Dạ, có. Có hả? Dạ, bạn con. Ủa là bạn con là mấy cô, mấy chú lớn tuổi gì không hả? Dạ. Rồi có bạn cùng tuổi con không? Dạ không, toàn lớn tuổi con không. Rồi bạn con trẻ nhất là nhiêu tuổi? Trẻ nhất là từng 20 mấy trở lên. Ờ, cái nhà. Chưa gì hết mà tính thăm con Năm mà bị tình trạng này cũng nổi hết da gà rồi cả nhà. Rồi nói chuyện với bạn gì, bạn có cho cái gì không? Dạ, không. Không hả? Con chỉ cúng thôi. À là con cúng cho bạn chứ bạn không có cho ha. Dạ. Tại vì chú có đợt chú có coi video á, bên nào á là
có một cậu bé kia kìa, bạn có bạn cho tiền với cho bánh kẹo nữa mà đồ cúng cũng mà. Dạ, tiền cũng tiền âm phủ. Đúng có rồi. Bao giờ được cho tiền không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Con chỉ cúng cho người ta thôi chứ tao không có cho con. À, là con cúng người ta thôi. Dạ. Ủa con thấy gì con không sợ hết à? Dạ không. Nhưng mấy thường ngày là con với bà này con giúp con mà đi đúc cho mấy cái mã này hết. Là con cũng thường đi chung với ông nội bà nội luôn. Dạ. Là như lúc mà cái việc mà con có biết là ông nội mình có đi với là bà nội có đi hốt cốt á, con có biết không? Dạ biết. Thì con có đó, con có đi theo không? Dạ không. Sao không đi theo? Tại vì móc cốt lên thối lắm chứ. À hôi đúng không? Dạ. Mà con không sợ? Không. Chỉ có hôi thôi. Dạ. Sợ hôi mà chứ không có sợ khác. Dạ. Sợ cả nhà. Thì tình á. Mà sao không vui trong nhà ngồi mà ngồi ngoài này vậy? Ngồi ở đây chơi chơi với ông giáo, chơi mấy gì vậy? Thường thường chơi tới mấy giờ con vô, vô nhà, mới vô nhà? Khoảng chơi đó 4 giờ mấy, 5 giờ vô. 4 mấy 5 giờ vô, chập chuyện chèn vàng đúng không? Chèn vàng tối đúng không? Dạ. Con vô hay là bà hay là mẹ kêu vô? Không, con đi vô. Ồ, sợ vô hay sao? Hả? Sợ chạy vô hay sao? Không, vô bình thường. Ồ, giống như là tới giờ đó mình đi vô, mình ăn uống, mình nghỉ ngơi đúng không? Dạ. Hôm nay con đi bao nhiêu tuổi rồi kìa? Dạ, con năm nay 12 tuổi. 12, 12 là lớp mấy ta? Lớp 6. Lớp 6. Ồ, con còn đi học mà đúng không? Dạ. Rồi con gặp mọi người như vậy á, họ có khác gì với cái người bình thường không con? Dạ có. Đâu con tả rõ chi tiết của từng của một số người cho chú nghe thử coi. Nếu thì người nữ thì tóc dài. Ờ. Áo trắng. Quần trắng. Mà mang dép dép gì? Dép lào chứ. Dép lào hả? Ừ. Ủa ma cũng mang dép nữa hả con? Có chứ. Có chứ. Người ta có đốt cho người ta nữa mà. Ồ. À. Ở người nam thì áo pyjama. Trời, nấu mà nấu nhiều, nấu giống như là cái nấu. Cái nấu giống như nấu bộ đội vậy chú. Mà nó khác hơn. Có cái hoa nhìn. À, giống như là cái nón mà cái hình cái chấp giống bên đầu rồi. Đúng rồi. À, đúng rồi. Cái kiểu giống như cái nón mà hồi xưa đúng không? Dạ đúng. Ủa tại sao lại mặc áo pyjama ta? Con cũng nữa tại vì con thấy con mấy con kể vậy thôi. Ờ à, là đa số người mà những cái người đó đó con. Ừ. Con trai là mặc áo pyjama. Dạ. Rồi mặc áo đó pyjama màu gì con? Màu xanh sọc á chú. Sọc sọc á. À. Xanh sọc á. Rồi có kêu mặt như thế nào con có thấy không? Cái mặt thì con không thấy đâu, con thấy che tóc là hết rồi chân hỏng giờ không có chân. Hỏng chân cỡ nào con? Ừ. Không có chân là mình đi mình không có thấy cái chân của người ta chút. Nãy con kêu mang dép mà. Không, đàn bà thì con giống như là hành quỷ rồi. À là mang dép là hành quỷ. Không, đúng rồi, quỷ mới có chân thôi. Chứ ma thì còn đi không dò không à. Chỗ gì ghê con. Ừ. Con quỷ gặp lần nào chưa? Dạ rồi. Con gặp ở đâu? Ở chảnh. Ở chảnh hả? Dạ. Đâu con gặp ở đâu đi chứ, dắt cho đi coi. Ờ, cái quần kìa. Cái quần của con, cái quần của chú ấy hết trơn rồi. Cái khúc này đi ấy. Bên này như cỏ nó cao quá, đi được không con? Được luôn hả? Trời ơi. Con thường hay ở đây không? Đi ra đây hoài luôn hả? Chú này chú kêu chú đi qua đây là chú không dám rồi đó. Có em của con nữa hả? Ủa kìa. Ba cái mã này là ba cái mã gì vậy con? Ba cốt đó chú. Hả? Ba cốt đó. Cái cốt mà người ta làm cái u cái linh vụ chứ. Cái u là ba cốt. Ủa ba cốt là ba như ba cái mã đúng không? Dạ. Ủa sao chú không thấy không có tên gì vậy? Không có tên đâu chú. Cái này ta làm không có tên. Không có tên. Ta làm u lên nhá. Mà giống như một cái mã bình thường này giống như. Ờ. Mới có tôm còn cái mã này là mã u lên mà không có mã đất này, người ta xả thải sai cái bia đi. Mã này không có bia. Sao kỳ vậy ta, sao lạ vậy ta? Đâu đi tiếp đi. Chứ con dắt chú qua cái chỗ mà con gặp con quỷ đó coi. Ừ. Con quỷ đó có mặt đủ khác gì với cái mấy cái con ma kia không con? Dạ, khác là khác như nào? Một giò. Ủa là quấn một giò hả con? Dạ.
Đồ quần áo nó mặc sao con? Ôi ôi, như con đạp nó mở người ta đúng không Kiệt? Phải không? Trời ơi, đi lúc này chú không biết đâu nha, con dắt chú đi á. Dạ. Mình tới chưa Kiệt? Đâu lúc nào đâu con? Trời, chú thấy mấy cái ù đất mà của con nói đâu đâu con lại xong thấy chưa? Ồ, con nó giống mấy cái ù đất kia mà ta. Cái kia thì tại mưa nó u lên đó chứ. Mưa thì người ta lấy đất đó hoài luôn. Phải không? Ừ, cái này là cái mộ đồng hoàng á. Sao con biết, sao con phân biệt được cái mộ với lại cái ù đất? Tại vì bà nội chỉ cho. À, là bà nội chỉ phân biệt với cái này ha. Đâu? Ủa? Cái này là giống như cái mã rồi con. Đúng rồi, cái mã mà người ta múc cốt rồi. Múc cốt rồi hả? Ừ. Có khi nào mấy cái mã múc cốt gì nó còn xương dưới đó không Kiệt? Có không? Người ta chôn xong là người ta để khoảng 20-30 năm. Là ý chú là giống như là mình hút cốt đi, ví dụ mà còn như là còn sót lại một chút xương gì đó hay sao có không ta? Tạ ơn. Chị chú ơi. Cái gì? Cái gì con? Tạ ơn. Khúc nào Kiệt? Mấy cái mã đó không? Cái mã trắng bạch á. Mã trắng đó hả? Dạ. Nó hết dây gà luôn cả nhà. Nhớ con nhớ. Hồi chỗ đó là nó thiêu còn thịt luôn á. Thiêu còn thịt? Đúng rồi. Là sao con? Là ta thiêu còn sót á chú. Mà thiêu không hết á. Thấy thịt nè xương với năm ngón tay luôn á. Như vậy? Dạ. Ngon với em con chú kiến luôn. Là thiêu cái đó thiêu xong hết chưa? Con cũng không biết nữa. Lúc đó con thấy người ta thiêu là con với em đi vô rồi. Trời ơi. Con đứng con câu vậy luôn hả? Con chút nữa đi vô. Tại vì sợ. Sao hồi nãy mới kêu không sợ bây giờ lại sợ ta? À giống như là con kiểu nói không sợ nhưng mà thực sự con vẫn sợ đúng không? Dạ. Là con lúc cuộc con sợ cái gì? Là sợ con sợ những sợ người... quỷ. À là con sợ quỷ thôi đúng không? Còn mấy người này con sợ chỉ sợ quỷ thôi. Nếu quỷ. Mà quỷ một giò bắp em cây hai cây bự đó chú. Là hai cây bên đó đúng không? Dạ. Đi con đi qua chú thấy trời quỷ gì của chú anh chị xem rõ coi. Là hai cây ngay đó hả? Dạ. Tầm hôm bữa con thấy như thế nào? Con thấy là nó chỉ có một giờ thôi, con thấy nó cũng vậy luôn. Con đi thấy nó đi càng nhắc vậy chứ. Có gì lướt qua lướt lại hoài thôi. Chỗ đó nhắc người luôn á, lúc con đi lại con nghe tiếng nói là con giật luôn. Đi với chú gì á. Đâu? Đâu con? Nhóc người đó. Hồi đợt con đi với chú Di khúc nào mà con thấy nhóc người? Đó, cây dầu á. Là ngay, con đi ngay cây dầu luôn hả? Dạ. Là cái chỗ con gặp quỷ đúng không? Dạ đúng. Là tại vì lúc đó là con đi với thằng em con. Ờ. Thằng em con là nó, em dòng họ thôi. Ờ. Mà nó lớn tuổi hơn con, mà nó kêu con, tại vì giấy con lớn á chú. Thì nó kêu con bằng anh. Tự nhiên hai anh em đi tới đó rồi chú Di đi làm sao con? Tự nhiên nghe tiếng hai anh em con chạy luôn. Con chú Di lại. Rồi con có thấy không? Con nghe chút mà con đi lại nhìn rồi thấy. Nó làm gì con không? Không. Con thấy nó sao con kể rõ chi tiết cho chú với lại quý vị của chú trên kênh của chú con xem. Con cũng nói vậy đó, nó có một dầu. Ờ, quần áo như thế nào con? Con lúc đó con không nhìn rõ nữa, con không thấy cái quần áo, con chỉ thấy tóc xả xuống. Có cái lưỡi dài rồi. Ủa một giò còn thêm cái lưỡi dài nữa hả? Dạ. Gì ghê vậy? Ai biết. Con chỉ thấy vậy thôi à. Lúc đó con thấy con cá là con bỏ chạy nữa. À là thấy sợ quảng quá rồi đúng không? Dạ. Là nó mang dép lào như là nãy con nói đúng không? Không, dép lào thì phụ nữ. À phụ nữ thì là cô đẹp như nãy đúng không? Dạ. Lúc đó thì còn tâm trạng đâu mà ngó cái gì nó con mang dép hay không? Nó chạy mất tiêu con, rồi. Con chỉ thấy cái một giò thôi. Ờ. À. Rồi lúc đó con hoảng quá con bỏ chạy vô nằm. Bỏ chạy vô nhà luôn. Ờ giờ để em con với chú ở lại. Là bỏ chú gì ở lại luôn hả?
Mà chú Duy có chạy không? Không biết nữa. Lúc đó chạy trong nhà không đâu biết không? Rồi chú Duy bị thì lỡ như Duy bị quỷ bắt làm sao? Kể chú Duy chắc không biết không. Rồi giờ con đi lấy con gặp cái gì con chạy bỏ chú bị bắt làm sao? Con ở lại. Chắc không? Ở lại hay chú bị bắt luôn hả? Hồi đó thì con với em con thì lên trên trảnh đi đập sắt đó chú. Rồi thì nghe thằng em con nghe tiếng ai kêu. Kêu ai lần mau ơi, mau ơi, mau ơi. Rồi nó hỏi con á, anh hai có kêu em không? Con trả lời không. Rồi anh em sợ quá. Mà sợ vẫn đập đặng lấy sắt bán kiếm tiền đặng đồ ăn đó chú. Tại vì hồi đó không có tiền. Hồi đó không có tiền rồi đập. Đập rồi xong rồi đi về rồi thấy con bóng màu đen mọi người chụm lại nó ngọc đầu xuống chú. Gì ghê vậy? Bóng đen nha. Màu đen. Nè cả nhà. Vụ nó hết da gà luôn, nghe tới khúc đó vụ nó hết da gà luôn nè. Không đóng mất đường mà chú ơi, lần dẫn chú lên tới trên trảnh luôn. Tới bên kia luôn hả? Dạ, tại vì nó lại mất đường rồi. Lúc đó con với em con sao không chạy? Hả? Rên ai rên con trời, con hụ chú hoài chứ nổi hết chai gà đây nè. Chắc không có đâu. Ủa mà sao con lại đi đập sắt vậy kìa? Tại vì con đi kiếm tiền đó chú, lúc đó là không có tiền mua đồ ăn hết trơn, hai anh em con đi đập. Không có tiền mua đồ ăn luôn hả? Dạ, đi đập sắt bán kiếm tiền rồi lụm dây chai chú, đặng đi bán đặng kiếm tiền về mua đồ ăn với mua gạo. Lúc đó con có đi học không? Lúc đó là ngay nhà dịch đó chú. À là trong cái thời gian dịch đó ha. Dạ. Là gia đình của con là như là không có gì, như là không có cái tiền nè, không có lương thực nữa. Lúc đó là con phải liều, con đi đập sắt. Là sắt cái đó là con đập ở khúc nào kìa? Khúc kinh chảnh luôn chú, tại không biết đường rồi. Chú hơi lần dẫn chú đi tính chỗ mà là không đó. Ý của chú là như là trong nghĩa địa luôn hay sao? Dạ đúng. Là con đập trong nghĩa địa luôn. Dạ đúng. Là mấy cái sắt đó khi nào là mã người ta không? Mã người ta móc cốt rồi. Người ta để à là mã người ta cốt rồi, là con đi kiếm sắt từ trong cái chỗ đó để có tiền để mua đồ ăn về phụ gia đình. Dạ. Là dịch là như năm 2021 đúng không ta? Dạ đúng. Là cái năm cách đây khoảng 3 năm là con lúc đó là giờ lớp 6, lúc đó học lớp 3, mới lớp 3 thôi là em có cũng nhỏ xíu à. Không, em con lớn hơn con mà. Lúc con học lớp 3 là lúc đó nó học lớp 5 rồi chú. À là như em họ đúng không? Dạ. Em bà con á. À em bà con lớp 5 gì vậy? Tính ra là hai đứa chút xíu siêu à. Cái tướng như vậy nè cả nhà, cách đây 3 năm là nhỏ hơn gì nữa mà đi. Lúc đó con dùng cái gì con đập sắt con? Dạ. Lúc đó con dùng cái gì để con đập để lấy sắt? Búa tạ mình á. Tờ, khinh nổi không? Hai đứa cầm đập một cái một bởi đá hết. Còn lấy sắt đi. Rồi lại chỗ khác kiếm, rồi lấy hai anh em cầm lên vũ cái bắt. Rồi bởi đá hết, còn sắt không lấy sắt. Ờ cả nhà nghe mà rứt ruột không cả nhà. Là đi lúc đó không sợ hả? À, lúc đó trên chả là không có ai cho tay nó vượt. Mà lúc đó trên gió như chú cái nó ghê vậy. Cái đó mà lúc đó đứng gió hết luôn. Đâu nó như thế nào con diễn ta lại chú xem coi. Nó cây nó giống như là có ai đẩy vậy chú. Ờ. Cái luôn hồi chút hồi đang đập rồi nghe như tiếng kêu nữa. Kêu nữa? Một thằng một đứa em bị kêu rồi, giờ tới đứa anh. Nó kêu Kiệt ơi ba lần. Hỏi em mày có kêu tao không mày? Nó em có kêu anh đâu. Giờ còn con với thằng em con tỏ bị hỗn thẳng hồn á. Rồi bỏ để lấy đồ với búa đi vô luôn. Đi vô hay chạy vô? Đi vô bình thường. Lúc đó gom được nhiều không? Cũng khoảng đầy bao. Đầy bao rồi mới sợ mới đi vô. Không, chừng nào nghe người ta kêu siêu sợ quá không chứ không phải là con đập được hai bao luôn á. À. Trên cảnh nó ngốc luôn. Là lần đầu là bị kêu là biết rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà vẫn ráng đập để mà có cái để cho mình kiếm thêm một chút tiền để mình mua một ít đồ ăn về để mình ăn. Dạ. Rồi giờ hôm nay đỡ chưa con? Đỡ hơn chưa? Gia đình mình đó. Đỡ hơn hả? Dạ.
Hồi giờ cái bây giờ sao con? Gia đình con giờ ổn hơn chưa? Dạ cũng ổn rồi chú, tại vì lúc đó thì cũng có mấy mạnh thường quân biết tới gia đình con rồi giúp đỡ gia đình con, giờ gia đình con cũng đỡ hơn chút rồi. À, cũng biết tới rồi ha. Dạ. Hai vợ chồng mình ngồi đi nói chuyện xíu ha. Rồi Tết, rồi Tết vừa rồi thì sao? Có Tết đi nhà vui không? Dạ cũng vui chứ. Con kể cho cô chú anh chị biết là ăn Tết trong nghĩa địa là như thế nào đi. Thì cũng ăn Tết thì chung cũng chung mấy ngày đó. Đầu tiên thì mình cúng cháo, bữa mùng 2 chú mình cháo với cúng gà xong rồi mình đem vô mình ăn. Rồi mình cúng cho người ta trước rồi mình xin rồi mình đem vô mình ăn rồi mình đốt qua với tiền thành bạc cho người ta. Là cúng khắp cái nghĩa địa luôn hả con? Dạ, cúng khắp, cúng bà nặng con gái thì ai cũng bất mặt quầy lại đây ăn cháo, ăn gà của tôi cúng ở đây ăn. Làm như là mình cúng cái ngoại nội con cúng là ăn trước đúng không? Dạ. Là cúng một mâm bự vậy, rồi xong rồi ngoại con dấn là ai có ở đây thì lại ăn, đúng không? Cúng xong rồi gia đình con mới ăn. Dạ. Là thường thường cúng xong vậy là mình mới ăn được đúng không? Dạ đúng. Rồi cái nhà. Rồi Tết có gặp cái gì không con? Dạ cũng có, em con nó gặp bữa 28 Tết đó chú. Thì lúc đó thì đang lu bu hết chú. Thì lại nhà cố làm đồ ăn đồ gì chú. Rồi nó thấy nó chỉ lại chỗ băng đá nó chỉ cố kìa hai ơi, cố kìa. Rồi cố kìa hai rồi lúc đó là con với mình nội sợ quá rồi đi vô nhà. Rồi bữa lúc mà đám giỗ bà cố bên ngoại con á, rồi lúc đó cũng vô buồn luôn, cũng vô buồn giống vậy luôn. Anh hai ơi cố kìa, anh hai ơi cố đứng trước cửa kìa. Rồi con sợ quá ẩm em lại chỗ mấy người đang làm, có mẹ con chỗ đó nữa. Rồi lúc đó là cũng táo bả rồi. Rồi lúc đó cũng nằm đó luôn. Lúc đó mình cũng sợ mà cũng lại nằm nữa. Rồi chút họ cũng nghe tiếng, cũng nghe tiếng xả nước vậy. Xả nước hả? Dạ. Lúc đó là lúc đó là ông Lục bà cố con người Khmer. Là lúc đó là khoảng 4-5 giờ nghe thì nghe tiếng xả nước á. Xả nước nghe ào ào rồi nghe nước chảy nữa. Nước chảy hả? Nước đầy lưu á. Nó như tràn, nước tràn lưu đúng không? Đúng rồi. Rồi xong thì lúc đó là con ông Lục kinh xong rồi đi về. Ủa đi về là con thấy nữa. Con thấy gì? Con thấy người hút mại chú. Rồi đi xong quanh đây nè. Nhiều không con? Đầy. Đầy à? Nhóc luôn á. Nhóc luôn á. Như bùa tre là bao người đó. Tờ ơi. Là cái chỗ mà đối diện cái chỗ này con ngồi đúng không? Dạ đúng. Rồi còn bụi tre nào nữa, như có bụi tre cái bụi nhỏ đó, như cái bụi nhỏ bao người hả? Không, bụi nhỏ là có một người, tại vì hồi đó anh hai con thấy một người đội nón lá cầm cây gậy. Vậy là cái bụi mà bao người con thấy bụi lớn ngay cái trên này đúng không? Hồi đợt là chú có lên trên đúng không? Dạ. Là cái bụi đó hả? Dạ. Bao người luôn hả? Bốn người còn. Còn cây ở dưới thì có một người, tại hồi đó là năm 2022 rồi, là anh con thấy một người đi đội nón lá cầm cây rồi đi vô bụi tre luôn, đi ra ngoài không đi, đi vô bụi tre luôn. Rồi lúc đó thì rồi tới nay bà nội thì con, bà nội con bị nhát nữa, là lúc bữa tối là bị người ta kêu. Người ta kêu hả? Người ta quát, người ta vô chỗ mà thằng nằm, người ta vô, người ta dẫn mày đi chơi. Mà bà nội có bị kêu 3 lần luôn. Bà nội con đuổi đi rồi mà cũng chút hồi vô, rồi đuổi thêm lần nữa chút hồi vô. Mà kêu đem đánh số á chú, mà bà nội con từ đó tới giờ nó đâu có biết đánh số đánh gì đâu. Rồi 52 gì con cũng không biết nữa. Tại con là cái chuyện đó lâu chưa con? Mới này. Mới gần đây luôn hả? Dạ. Là cô Năm á, là cô lúc đó là cô gặp cô nói làm sao, cô làm sao á, cô Năm bà nội con làm như thế nào á? Thì bà nội con sợ quá, lúc đó là con cũng đang làm chơi đồ chơi chút. Rồi bà nội con ú con tưởng đâu có gì, lại kêu mình lại. Rồi bà nội nói tao bị nhát mày ơi, tao nằm mơ tao thấy người ta vô kêu tao 3 lần luôn.
tao tao kêu đi rồi đó mà vẫn đi vô, kêu tao đi à. Là chuyện thường này, như như cơm bữa ở nhà của con luôn đúng không? Dạ, như cơm bữa lâu lâu mới có một lần, mà nào lâu lâu con còn lần thì con cũng lâu lâu con nằm con nằm trên vai con cũng gặp cốt à. Gặp cốt được lần là cái tại vì cái nơi mà con ở nè là ở trong cái nghĩa địa, mình thường xuyên mình tiếp xúc với mồ mả rồi á, rồi đêm rồi nằm mơ những cái gì mà lúc đó lúc mà bà nội con gặp như vậy á, rồi con có hỏi nội con là có gặp rõ hình dáng là như thế nào không? Dạ cũng có. Con kể chú nghe hình dáng của cái người mà bà nội con gặp. Cái đội nó giống như nó bộ đội vậy đó. Ừ. Rồi lưng gù. Người á thì ốm. Ốm hả? Dạ, người ốm. Rồi mặc áo áo gì á, giống như áo bà ba vậy á. Giống như áo bà ba thì cái người cũng giống vậy luôn. Mà bà nội con kể ít lắm, con cũng nghe nhiều lắm. Lúc đó là bà nội con kể là nó cũng khoảng 12 giờ mấy rồi, lúc đó là con ngủ. Lúc đó là con ngủ mất tiêu rồi, con thức dậy con cũng nghe bà nội con kể nữa. Ừ. Đi đập trùng đặng đi bán à, đi bán trùng đặng kiếm tiền á chú. Thì bên Linh Chảnh là có cây gì? Cây dầu á, cây dầu. Rồi lúc đó thì bà nội con có một người anh, lúc đó là chỗ đó có ma vú dài. Rồi đi buổi tối nhậu sỉnh á thì đi ngang. Lúc đó thì có cố chừng nào không lúc đó thì kêu cố ra cô dẫn đi. Rồi lúc đó thì không có cô dẫn đi á thì bị đè trên cái bút. Lúc đó bà cố con, bà nội với bà cố con bị nhát, bà nội bị nhát, lúc đó là bà nội mới bằng con à. Bị nhát nguyên một đàn heo luôn. Là nội con kể con nghe. Dạ, một đàn heo luôn. Rồi bà nội con, bà nội kêu bà cố, mẹ ơi, nhóc heo luôn kìa, mình bắt mẹ là mình bắt một con heo về mình nuôi rồi để nó đẻ rồi mới mốt con heo. Con nó lớn rồi mình làm thịt mình ăn đi. Thôi mình đi về đi con, mình bị nhát rồi đó. Rồi chú hỏi nè, cái thường ngày con hay chơi với mấy cái cô chú ở đây á đó, thì không biết là hiện tại nha, cái chỗ ngoài cái việc mà hồi nãy con mới thấy cái bóng mà lướt ngang ở bên này nè đó, ở đây hiện tại ngay chỗ này nha, có ai ngồi đây không con? Không đúng không? Chứ sao ấy, có ai không? Cho con ngó thử xung quanh có ai không? Đâu? Chắc chưa? Chắc. Chăm. Gì vậy? Con nghe gì không? Nghe. Con mới nghe gì không? Nghe. Cái đụng luôn. Cái đó cái gì vậy con? Cái gì rớt đó vậy? Giống như chậu đá vô. Cái đụng luôn, nghe không? Nghe chứ. Không, cái này cái gì đó. Bình góc như bình góc này đúng không con? Bình góc này đúng không? Cái đầu nổi dây gà nữa rồi cả nhà. Dám lại đó coi có gì không? Dám không? Đây. Chú nghe là ngay đây này đúng không? Nghe sát đây luôn nè. Không có gì chứ. Sao nãy con kêu rồi đâu có ai đâu? Con nhìn vô con không thấy ai hết trơn, nghe nó đụng. Rồi tao. Bên khúc đó là ngoài cái mã ra còn mã ai nữa không con? Dạ. Nhiều không? Dạ. Đúng. Ủa sao con kêu cộng? À là bên góc này ha. Là con cái đó là cái này là cái mổ hả? Một hai ba bốn năm sáu là cái bên đó cũng là cái mổ đúng không con? Cái gì vậy con? Trời ơi, con thấy gì vậy? Bóng gì nữa?
sao con chui vô nè, đứng rồi. Đi mãi con đứng nãy nè, con chịu trong đây có ai đâu. Rồi hồi nãy con mới thấy gì bên này? Thôi tờ. Con phải đứng trước camera của chú. Chứ còn đứng sau chú rồi con chạy chắc luôn. Con bỏ chú lại là chú xỉu ở đây luôn á. Con chú chạy không được đâu. Nghe gì? Ở đâu nữa? Đạp giải cây. Hả? Đạp giải cây. Cái gì? Đạp giải cây. Chứ đâu có nghe gì đâu con. Tắt luôn. Đợi cái tao. Cái này nghe bắt. Mà nãy giờ con chưa đâu có ai đây đâu. Chứ hồi nãy chú mở rộng nhìn xung quanh đó, có ai không? Ờ. Không đúng không? Ừ. Vì nãy là con mới thấy là ai lướt ngang đây nữa đúng không? Trong chỗ nào đâu? Ngay đó luôn hả? Rồi bên này thì có quỷ một giò. Còn trong kia là mới lướt ngang qua. Là có khi nào hồi nãy cái người bên này không con? Dạ. Nãy cái người góc này lướt ngang qua không? Là nãy lướt qua mấy người? Ba. Nhìn nó vậy? Chó. Tờ. Tưởng đâu có gì. Nó dằn khè tờ. Tưởng đâu có gì không. Nhìn con giống đang rung quá vậy. Thì đang rung nè. Đừng có đang rung á. Con đang sợ luôn hả? Ừ. Sao sợ, bình thường con chơi với mấy cô chú mà sao giờ đây lại sợ? Tại lâu quá không có lại trên đây á. À với lại khu này quỷ một giò đúng không? Ờ. Bây giờ Vũ mới để ý là Vũ quên hồi nãy giờ là lúc mà khi mà gặp bé Kiệt á cả nhà. Là bé Kiệt là lúc đầu bé Kiệt nói là không có sợ. Đúng là cái khu vực gần nhà bé Kiệt thì bé Kiệt khi mà đợt trước Vũ quay video á thì bé Kiệt cũng ở ngoài đó hoài à, chứ không có mà đi vô nhà thường xuyên. Còn cái nơi ngoài này thì rất là ít, tại vì hồi nãy bé Kiệt có kể mà Vũ cũng quên là ở khúc này là có quỷ một giò cả nhà. Đó. Nên năm ra là bé Kiệt cũng hơi sợ. Hồi nãy chú thấy đứng gió mà ở trước cái mộ màu xanh đó. Xung quanh cái khu đó không có gió nha, mà cái miếng như cái miếng gì ta? Miếng tiền vàng mã bay lên đó. Ngay chỗ mà nãy con chỉ là có. Thì chỗ đó con vậy á, thì lúc đó thì chú vậy á chú. Chỉ mấy hai con ở chỗ đó lúc cũng khoảng 5-6 giờ tối rồi. Thì ở đó á, thì tự nhiên nghe. Để chú gì đó nè. Tự nhiên nghe. Tự nhiên nó kêu lại là làm gì đó. Rồi chú gì nó chú sai ếch. Nếu mà lại rồi cầm cái áo giống vậy cũng quơ lại chút hoài giết chú à. Nếu mà có người đang làm gì đó thì mình không có sợ, nếu mà có người muốn chết đó chú, mà mình sợ mình nó đâm cái năm mình đó. Rồi mình rồi nếu mà đó là chỗ đó không có người là ba người hai người đi vô luôn. Tại đó không có người mà nãy có người nói rõ như vậy luôn hả con? Dạ. Con coi trong camera là con thấy cầm cái áo quơ rồi kêu làm gì đó như vậy nó. Trời ơi. Đấy chị phải nói là khi mà sinh ra ở đây đúng không? Con sinh ra ở trong cái khu vực nghĩa địa như thế này luôn. Dạ. Là tính ra là sống từ nhỏ tới lớn ở đây luôn. Và có một đoạn thời gian là bé Kiệt đã từng qua bên khu vực bên đó để đi đập sắt đúng không con? Dạ, bên đó luôn đúng không? Mình thì con đi tuốt mà lên trên chảnh luôn. Ừ, tuốt ngoài đó luôn. Dạ, bữa lần nào thanh minh thì con với em con lên trên chảnh. Thì con đi lần này thấy người ta cúng người ta cho mình đó chú. Ờ. Mình chậm bật như nè, bật cái cây xong rồi mình đi về. Nhưng đây chỗ mà nó nghe tiếng kêu, hồi tiếng đập cây rồi. Anh con cầm dép lên, chốt. Chạy. Đi sao không, nó con nói chuyện với cô chú ở gần nhà con sợ mà cô này con lại sợ. Tại lâu quá con không lên nó chú chứ. Mấy hổm gà là con không có. Ừ, chứ con cũng dễ. Tại là sao? Mày có quỷ một giờ đó. Tại con sợ quá con không dám đi. Chỗ nào cũng phải có từ ba người trở lên mới đi được.
ba người chứ lên đi ba người mà bị thường chú nghe nói là đi ba là đâu có được. Con này đi ba người trở lên không. Ờ. Rồi ba người mất một làm sao? Con một chạy. Không kiếm mà chạy hả? Cái kỳ vậy? Thì con cũng kiếm chứ con dẫn con cái mặt con dẫn cho mực lên tránh kiếm. Ờ. Mới nghe ai la đúng không con? Ừ. Nghe không? Có, mà nghe khúc đằng sau chứ phải là khúc bên ngược lại hướng này. Nghe. Là con ở đây là con sợ quỷ một giò. Chứ là không có phải là con sợ mấy cái người kia. Tại vì con chơi với cô chú ở gần nhà con bình thường mà đúng không? Gì nữa vậy? Đứng đây chút xíu mà con ngủ hoài luôn á. Con thấy thiệt đúng không? Đâu? Cái gì? Con thấy gì? Tao đâu con chỉ lại rồi, con chỉ lại chú rồi. Chú không thấy luôn á, chứ coi camera không thấy luôn á. Đâu? Ở nghe lúc nào đâu con diễn tả. Thì giống như thân hình luôn. Là không là cái đoạn nào á, đứng ngay cái đoạn nào. Chỗ mã trắng đi thẳng lại chỗ mã xanh đi thẳng lại chỗ cái mã trắng luôn, chú thấy hai cái mã trắng không? Ba luôn, thấy không? Đứng đó nhìn mình. Lại đứng nhìn mình nữa hả? Dạ. Chú đâu thấy không ta? Dạ. Ôi. Ủa đi đâu vậy? Mất tiêu rồi. Mất rồi. Mất tiêu rồi. Chú nãy má nhìn đó. Bóng trắng hay là quỷ một giò? Bóng trắng. Bóng trắng thôi đúng không? Trắng như chú. Là tướng giống như chú vậy hả? Ừ. Ông đứng vậy nè, đứng vậy. À là đứng như vậy luôn. Đứng vậy nhìn. Trời ơi. Dạ. Mà không giò nghe. Không giò hả? Đứng xa sao con thấy được, thấy là con thấy nguyên người luôn hả? Dạ. Mà không giò, không có giò. Không có giò thì là ma chứ không phải là quỷ. Là ma. Giờ dù mà đi mình có dám đi bệnh không? Đi mình với chó mực, dám đi không? Chó mực có ẩm, chó mực thì đi bình thường. Là có chó mực cũng đi bình thường đúng không? Dạ. Sao vậy? Tại sao có chó mực đi bình thường? Để chó mực nó chịu tà. Với lúc mà mấy người mà bị ma giấu á. Ừ. Bị ma giấu thì cầm chó mực theo rồi chút hỏi nó đánh rồi lột lại thì thấy người ta. Thì mình đi mình, lúc mà mình đi không có chó mực á là mình đi không thấy cái gì hết. Rồi mình đạp lên người ta luôn. Ở chút hồi cầm chó mực lại nó đánh hơi được lại rồi thấy à. Ồ hay vậy ta, sao con biết cái vụ này? Bà nội kể. À giống như là nội con biết cái mấy cái khoản như này nhiều lắm đúng không? Dạ, bệnh với bà nội con có một em bị giống vậy á, rồi cầm chó mực. Rồi ẩm dẫn chó mực đi rồi thấy. Ừ hay vậy ta. Nhốt trong bụi tre cho ăn đất á. Ủa mà trong kéo trong cái bụi tre nào? Bụi tre đầy, rồi lúc đó là ở đây ít mã lắm. Giờ chôn tại hồi đó chút. Ờ. À, giống như bụi tre của hồi xưa đúng không? Dạ. Rồi mày đi kiếm trong cái bụi tre mà gần nhà mà kiếm không ra hả? Không. Bụi tre nó tùm, thấy giống như bụi tre đâu, nó ngốc, mà không có ra. Ngốc. Rồi đem cái mực ra cái gì là kiếm thấy. Dạ. Rồi hay vậy ta? Đi, con cháu mình đi vô đi. Có chừng đám đó nó không? Ờ. Là nhang cúng ở đây hả con? Đi cũ đi, đi nằm về thằng đó đi. Cũ đi bên này chứ, đúng không? Bên này chứ. Ây da. Đúng đường không con? Xong chú thấy. À đúng rồi đúng rồi. Cái này con nói cái chỗ nào ta? Cái này là cái gì ta? À cái u đất. Nãy Vũ không có để ý cái nhà. Qua khúc này là chỗ bà cái gì? Hình như là cái chỗ này là chú có nghe cô Năm là bà nội của con kể một lần về cái chỗ này nè. Là cái con có người anh lớn đúng không ta? Dạ, anh con được
9 tuổi. Đi, đi mình đi vô đi. Là ủa con, sao cái mã này kỳ vậy? Tâm cốt có chút ngạc cái lỗ nè. À, hàm mất cốt lỗ bên này đúng không? Đó. Hèn gì phần đây nó bị đập hết rồi. Nó đập đi nó thấy không? Ồ. Là như lúc đó là anh của con là như là có bị cái gì ở ngoài này đúng không chị? Vòng ngoài mấy cái này luôn hả? Dạ. Ba cái mã. Là Kiệt nói nè. Là thường ngày là mấy cái chỗ này là con đi ra con nói chuyện với mọi người ở đây đúng không? Dạ. Là dường như là con nói chuyện tất cả mọi người luôn rồi đúng không? Dạ. Ai cũng nói chứ. Con thường ngày con nói chuyện gì với mọi người? Nói cả chuyện vui vui cho mọi người nghe. Chứ mọi người cũng nói chuyện với con lắm. À, rồi họ nói chuyện gì với con đâu, con kể chú nghe coi. Thì nói chuyện thì lúc đó là con hai đây con không thấy. Ủa sao con thấy cô vậy? Tại vì con cũng không biết nữa, con nhìn cái không thấy cô rồi con lại nói chuyện với cô. Rồi con nói chuyện hài chứ. Rồi cô cũng kể cho con chuyện hài giống như là. Cô kể như sao? Kể như sao vậy? Lúc đó con cũng nghe nó mà. Ôi là tại lâu lắm. Rồi lúc đó là Hà Tiến Dũng rồi Hà hát cải lương xong rồi có một ông gì rồi. Ông gì ông ấy mập á. Ờ lại rồi kêu đố không? Một còn một bằng mấy? Ổng Tiến Dũng mà ổng trả rồi một còn một bằng ba. Mày ngu. Bằng một còn một bằng hai, lúc đó con cười quá trời luôn. Lúc đó con kể con câu rồi đi đâu mất đi. À là có kể nghe một câu cũng đi hả? Dạ, một kể một câu rồi đi là chỗ khác kể tiếp. Giống như là con ra con gặp rồi con nói chuyện với cô chú vậy thôi. Dạ. Kể chuyện vô cho mấy cô chú nghe. Ờ. À. Rồi xong rồi cô chú nói chuyện lại với con. Dạ. Lúc đó không có chú là ba bốn người luôn á. À lúc chưa chú chưa vô là ba bốn người. Dạ, ba bốn người nghe con kể. Rồi lúc mà chú lại có người. À, là cái người mà lúc lại còn cái cô đẹp ở ngồi bên góc đó đúng không? Dạ. Trời ơi. Có bao người vậy? Bao bốn người đang ngồi xung quanh con vậy hả? Dạ. Nghe con kể chuyện. Có khi lại là có con cũng nghe con kể nữa. Ờ. Em con thì nó thường gặp cố con. Như nó thường gặp mấy người nữa. Nghe em con 3 tuổi mà đúng không? Dạ. Em con còn nhỏ chắc chưa biết sợ đâu ha. Dạ, cũng chắc vậy tại vì con thấy nhiều lần lắm rồi. Chắc nó cũng quen rồi đó chứ con không biết nữa. Nó đi lại nhà cố thì nó thấy cố. Rồi đi ra ngoài kia thì nó thấy người ta bắt nó lại thì nó người ta kêu nó quanh tay hầu lại kêu quanh tay hầu người ta. Rồi chứ rồi lúc đó nữa con thấy nó. Con thấy với mình hầu người ta. Ê mày làm em làm gì đó. Em quanh tay hầu người ta. Rồi con ra ngoài con lấy bạc nhang đốt cho người ta. Rồi lâu bị nữa. Bị lần nữa. Bà nội cũng bị. Là bà nội cũng bị luôn. Dạ. Bị người ta quắt lại. Cái mã màu trắng mà đầu cái đầu mã màu trắng lúc mà đầu mà chú đi mà quay ấy chú, mã trắng đầu tiên á. Đi vô đụng mã trắng á. À là mình đi từ ngoài vô đụng mã trắng đúng không? Dạ đụng mã trắng rồi. Ừ. Rồi cho tới quắt bà nội. Rồi lúc đó thì má con đi Sài Gòn đặng kiếm tiền về nhà làm với chú, lúc đó là cũng khoảng năm 2020 rồi. Ờ. Không tới dịch rồi. Là trước dịch, đặng nói trước dịch đúng không? Dạ. Rồi đi về rồi nhìn lên trong nhà rồi thấy bị người ta quắt nữa. Ai nhìn lên trong nhà? Bà nội con lúc mới là nhà con chưa được dạy đâu, nhà con đơn sơ lắm, bằng lá. Ờ. Bằng lá mưa nó dột tùm lum tùm la luôn đó chú.
Rồi đi lên thấy người ta mất rồi. Rồi vô bị ca lâm luôn. Bị ca lâm luôn hả? Dạ. Gì đó vậy con? Đó. Con sống xung quanh khu nghĩa địa vậy mà cái tướng chút xíu vậy nè cả nhà, mà ngồi kể chuyện cho cô chú ở ngoài này nghe hả con? Dạ. Ừ, không sợ luôn. Không. Đi đi đợi con đi đập sắt đi kiếm tiền. Con bị kêu giờ bị kêu còn không sợ nữa mà ráng cố lần bao rồi kêu lần hai lần ba rồi mới sợ mới chạy về mà. Dạ. Gan quá chị gan mà đi đâu phải. Đó cả nhà nhìn nè. Đó, cái con đường từ đây mà đi qua bên trên kia đó cả nhà. Đó. Cỏ mọc như vậy nè cả nhà. Rồi thêm mà nó ra phải là cái khu vực này thì thà đi bé Kiệt cái đi vòng khu vực này không nói mà bé Kiệt đi tuốt cái chỗ mà hai cây đó, cây dầu đúng không con? Đó hai cây dầu và đằng xa cao cao đó cái nhà cái tiếng tây của Vũ chỉ nè. Đó, tuốt ở ngoài đó vậy đó. Vậy mà dám đi. Mà lúc đó mới lớp 3 nữa. Mà cái người em họ của con là mới lớp 5 bự hơn con hay là tướng giống con luôn? Thì bự hơn con một chút à. Bự hơn con một chút à? Dạ. Tinh tướng cũng như xíu hay chút tẹo này cầm búa tạ đi kiếm đập sắt cái khu mà như địa gì luôn á cái nhà đây nè. Trời ơi. Búa tạ nhỏ chứ như đây. Ừ. Như đây là mỗi đứa cầm cây ra ngoài đập. Đập một cái một lần về nhà một bao. Em ơi tiếp về nhà hai bao. Rồi yên bao vậy được nhiêu tiền? Một bao ở đó cũng được có 20 thôi chú. Bao nào, bao cái nào con? Một bao cỡ bao bốn. Ủa, cái bao mà người ta đựng lúa. Trời, vậy nhiều lắm à. Ừ. Mà có 20 ngàn vậy? Con lúc đó mà con đem lại cho người ta, cân ký. Một ký có chút xíu, có không chừng 4 ngàn nữa. Không được tới 4 ngàn nữa. Là ký 3 ngàn mấy ha? Dạ. Ký sắp 3 ngàn mấy ha? Hơn bao? 3 ngàn rưỡi. Ờ, hơn bao vậy là tầm mấy ký? Bao cỡ chừng mấy ký, vì lúc đó con có biết mấy ký. 20 ngàn giờ tầm 5 ký mấy, gần 6 ký. Ừ, phải không? Mà cây nhà nhỏ dưới đây mà nó dài. Mà nó dài lại cái cây như đây ờ mà nó dài đúng không? Dạ. Đầy bao luôn. Dạ. Cấp con sắp nấc cao cao lên chút rồi đầy bao rồi đi về. Rồi em ơi lại làm hai bao được 40. Ngày mới là làm 3 bao được 60. Rồi lúc đó lấy tiền làm cái gì? Lấy tiền mua đồ ăn. Ăn gì? À, mua bánh. À. Nó cũng con mua bánh nhiều cơ. Cho mẹ được nhiêu còn được mấy chục rồi hai anh em con mua bánh ăn. Có mua gạo gì cho nhà không? Đưa tiền cho mẹ. À đưa tiền cho mẹ đúng không? Dạ. Là giữ ít tiền là mua bánh đúng không? Dạ. Ừ. Đứng chút xíu rồi đó. Khi mà nhà cách ly dịch đó cả nhà. Đó, nhà không có đồ ăn rồi, không có tiền rồi đi kiếm sắt gì đó. Rồi lúc đó mẹ con cho luôn hả? Mẹ con cho chứ lúc đó là nhà con không có khá giả như vậy đâu. Lúc đó nhà con nghèo lắm. Anh em con là đi lên trên chảnh đập sắt lên. Khoảng chừng lúc đó là ăn cơm xong rồi đi. Lên trên chảnh là cũng khoảng 1 giờ mấy 2 giờ. Con chả đập tới 3 giờ rưỡi về. Cũng khoảng 1 tiếng rưỡi rồi. Đập lâu lắm chú, tại cái tiếng sắt giống như cái mãi đó. Mà nó có mấy cái sắt nhỏ nhỏ không? Ừ. Đập giết về nhà tay xương cục. Trời ơi. Tay lỗ chú. Lúc đó mẹ không có cấm cản gì đó. Lúc đó mẹ làm gì? Làm nội trợ. Ừ. Rồi mà cái thời gian đó cũng dịch nữa, đâu có ấy đâu. Dạ. Dịch, ủa dịch cách ly gì đi mà không sợ bị bắt à? Không, như trên giảnh mà đâu có sợ bị bắt. À, nhìn đi đó, đến đây cũng đâu có người. Ừ. Đây toàn người nằm không mà đâu có người đứng người đi đâu đúng không? Dạ. Người đứng người đi cũng đâu có ai thấy được. Dạ. Con thấy ai thấy đâu. Em con cũng thấy. Rồi em cũng thấy. Chú này vậy không thấy nữa mà. Sao? Em còn thấy được. Vì đó chú nãy giờ chứ đâu có thấy cái gì đâu mà sao. Chừng nào chú nghe tiếng là chú mới thấy thôi. Ừ. Bây giờ tiếng trắng thôi.
Tại người nằm không đâu có sợ, tại mình sợ lúc đó mình sợ bị Covid đúng không? Trời, chỉ sợ người đứng thôi, người nằm thì không sợ. Người nằm đâu có sợ đâu. Cái nhà thiệt tình đó. Đây là cái video đầu tiên mà Vũ quay về bé Kiệt. Là có tới đây rất là nhiều lần rồi, chú tới đây mấy lần rồi đúng không con? Dạ. Đó, Vũ cũng quay ở đây cũng khá là nhiều video. Cũng được chắc tầm hơn 5 clip rồi đó cả nhà. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Vũ được nói chuyện với bé Kiệt, cũng như là tìm hiểu xem về câu chuyện của bé. Dạ thì tới đây video của Vũ cũng đã dài rồi. Chắc Vũ sẽ kết thúc video tại đây. Thì Vũ biết chắc 100% là Vũ có rất là nhiều sai sót. Mong quý vị của chú anh chị có thể đóng góp ý kiến vào bên dưới phần bình luận cho Vũ nha, để Vũ có thể lần sau có thể là làm ra những video hay hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn để cho cả nhà mình được xem. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị của chú anh chị sẽ đều góp sức cho Vũ để tạo nên một cái kênh của Vũ hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị của chú anh chị đã xem tới giờ phút này của video. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị của chú anh chị những video tiếp theo. Chú chào con nha Kiệt. Chào mọi người.